Nói nào ngay, tôi hẹn chị ra cái miếu này nè. Mà tôi nghe nói là cái miếu này nó linh lắm. Ờ, mình cầu gì được đó à. Cho nên tôi mới kêu chị ra đây nè. Sao mà giờ anh Sáu chưa tới vậy ta? Bả giờ trước là chết quốc hết. Sao? Hả? Cái gì mà chạy gì mà như chó chết vậy? Có chuyện rồi. Chuyện gì? Cứu người sắp chết rồi. Ai chết? Bà Thu với bà Tám Điệu bị rắn cắn. Mà sao anh biết? Thì bà Thu bà điện. Sao bà không điện tôi ta? Ai biết? Nhưng mà rắn cắn mà cắn ở đâu? Trong hang. Trong hang hả? Trong hang. Mà sao cái hang nó nằm đâu? Ờ, đi hỏi bà, nó hỏi tôi hoài. Ờ, đi. À, sao vậy? Sao vậy chị Thu? Sao vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, chị quỳ chị khấn rồi đi. Cái gì vậy? Không phải chị Thu, chứ không phải tôi. Không có đâu bà, này không có bị gì đâu, bà bị gì không? Tôi không có bị gì hết trơn á. Chị Thu chỉ bị trặc chân rồi kìa. Cái chân của tôi nó bị quẹo qua bên rồi nè. Sao nói bà bị rắn cắn mà? Đâu có nè. Chỉ bị trặc chân đó, tôi về bóp dầu là xong hà. Ông Năm lo cho bà đi nha. Rồi đi. Không bị sao là được rồi. Đứng lên. Có sao không? Trời ơi, thiệt tình á, sao không chỗ này á. Nhìn vẻ anh Sáu lo cho chị Tám như vậy, điều đó cho thấy trong lòng anh Sáu, chị Tám quan trọng biết chừng nào. Mình không thể chen vào giữa họ được rồi.